là nó nằm im đi, sống nốt cái thời gian còn lại, đừng có xạo mõm nữa. Cái thân mày lo chưa xong, mày ngon mày làm được cái gì ở địa phương chưa, mày đánh ai? Tôi nói thiệt các bạn đấy, rồi tôi không muốn đụng chạm, nhưng mà bây giờ rất nhiều cái tổ chức cá nhân mà lên khoe là cựu chiến binh, rồi bây giờ vỗ ngực xin tên, mẹ tướng tá còn chưa làm cái gì kìa, tướng còn chưa làm gì nữa kìa, đừng có nói cái thứ mà cắt gọi là cóc nhái. Ngồi yên đi rồi đi, bày đặt mà qua đây làm cái gì, biết con mẹ gì mà qua đó gặp lại nó đủ chết mẹ rồi, vậy nên là trời mày đặt chiến đấu cái mã mẹ mày à. Tôi nói thiệt, làm ơn nhìn lại coi hồi xưa mày đi quân đội mày là cái giống gì, mày chiến đấu như thế nào, hiện giờ mày đang là cái gì, mày hãng mở miệng mày hãng nói, ngay cả bây giờ tướng không dám mở miệng luôn. Đó là tao nói theo cái kiểu về cá nhân nhá, còn về đất nước Việt Nam, quân đội Việt Nam không bao giờ có tư duy đó, không bao giờ có tư duy là một cái người lính của quân đội bộ đội của Hồ mà đòi đi đánh ở nước khác. Bây giờ đơn giản, bây giờ là người ta quân đội Việt Nam chúng ta chỉ cử một số nhỏ đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở châu Phi, phải có cái sự chuẩn bị chọn lọc rất là kỹ, mà phải mang tính, đây mình mang tính hòa bình chứ mà mang mà đi đánh nhau, cái tư duy đó là tư duy khốn nạn, có nghĩa là không đại diện cho quân đội nhân dân Việt Nam, còn nhân dân Việt Nam chưa bao giờ có cái tư duy đó. Như vậy mày là ai, tôi hỏi thẳng mày là ai, mày chẳng là cái đéo gì, mày đéo đại diện cho ai cả, mày đại diện cho cái đám khốn đồ khốn nạn, mày làm bỉ mặt bộ đội của Hồ, mày là thằng khốn nạn, mày là cái đéo gì mày đòi đi qua đó giúp Ukraine, thân mày là thân chó,